Xin chào mọi người. Hôm nay các anh sẽ đi tập gym ở California. Ở Mỹ nha, chứ không phải ở Mỹ, trung tâm California, Việt Nam đâu. Và đi tập gym ở bên này thì sẽ phải mang đồ đi. Đồ trong này có gì? Trong cái túi có sữa tắm này, dầu gội đầu này, cái lược này, và bộ máy tay. Rồi mang khăn tắm đi này, rồi mang tất mới này, rồi quần áo mới này, đó. Và sau khi mà tập xong ấy thì tắm luôn ở trung tâm, gội đầu, xây tóc xong và về đi học. Bên này có bơi ở cái bể này không? Đây là bể bơi ngay ở nhà các anh đang ở thôi, nhưng mà bên Mỹ đang lạnh lắm, nhưng mà bơi là rất là khó khăn tại thời điểm bây giờ, rất lạnh. Và bây giờ thì các bạn sẽ theo các anh lên đường đi tập nhá, xem một ngày ở bên này tập luyện thế nào. Buổi sáng thì sau khi dậy, mình dậy thì ăn sáng xong thì các bạn sẽ đi tập gym. Bây giờ lên đường. Bây giờ là lên đường đi tập. Hôm nay phân vân quá, không biết là đi như thế nào. Và cho anh tự lái xe đi vậy nha. Đây là con mẹt mới, mẹt điện. Đây sẽ ít bảo. Đường phố. Tesla. Anh xe trên đường đi tập gym các bạn. Đây là con đường đẹp tuyệt vời luôn. Các bạn nhìn đằng trước này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái cây màu tím bên phải không? Màu tím luôn này. Đấy. Nhìn này, đẹp không? Bên phải cây đẹp cực kỳ, trời xanh ngắt. Cái kia là vệt mây của máy bay chiến đấu, bay suốt ngày đêm. Ở Việt Nam dám vượt đèn đỏ bởi vì người ta đi chậm, bên này không dám vượt bởi vì người ta đi rất nhanh. Nhanh là ra một pháp là vỡ xe luôn, mất mạng. Đấy. Đèn đỏ phóng mù mù trước mặt, ai mà dám ra như vượt.
sau khi đã lái đến chỗ tập rồi thì bây giờ vào phòng tập thôi. Phòng tập ở đây rất là sạch sẽ, rộng rãi luôn. Cạnh đây là siêu thị hữu cơ bên soi. Vừa tập vừa xem phim luôn. Chứ cinema. Nhưng mà hôm nay mày vừa tập vừa xem phim luôn. Tập thì phải đi cắt đồ đã, cắt túi đồ đã. Xong này. Các này không đương nhiên là không được mang phim rồi. Đây là đang phòng tập trong phòng xem phim đấy các bạn, vừa xem phim vừa tập luôn. Đấy, xem phim màn hình xem phim này, vừa tập vừa xem phim luôn. Xong rồi các bạn, tắm rửa thay đồ rồi về đi chơi thôi, cà phê không?